chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái bài tập cực kỳ nóng bỏng và sexy. Thì đầu tiên chúng ta cần một cái hình bikini hoặc hình người đẹp gì đó. Còn các bạn nữ thì muốn ứng dụng luôn thì các bạn có thể chụp hình của chính mình để test luôn, để test cái bài tập này luôn. Các bạn nam này có thể tìm một cái hình nào đó nóng bỏng một chút xíu rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm. Để qua cái bài tập này chúng ta sẽ nắm vững hơn cái một vài cái thao tác. Thì cái bài tập hôm nay của chúng ta phần chính là vẫn dùng là cái filter Liquify Shift Control X. Đơn giản. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu. Thì để tốt một cái hình người đẹp thì chúng ta chỉ có hai nhiệm vụ chính là bơm lên hoặc là bớt vào. Rồi sau đây chúng ta sẽ làm một cái bài tập thử coi các bạn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nhân cái lớp này lên, sau đó chúng ta dùng Liquify. Thì cái phần nào bạn cần to thì chúng ta chọn Brush Tool, phím tắt là B, để chúng ta bơm lên. Những phần nào chúng ta muốn cho thon gọn thì chúng ta sẽ dùng Bucket Tool, phím tắt là S, để chúng ta bóp lại. Hai cái này thôi, chúng ta dùng hai cái này thôi, đừng có dùng nhiều quá để chúng ta sẽ bị rối. Rồi phần bụng thừa thì chúng ta sẽ bóp vào, chúng ta sẽ dùng Bucket Tool, chúng ta sẽ thu nhỏ cái brush size lại cho vừa đủ. Sẽ bớt lại. Và lưu ý chúng ta sẽ bớt khéo khéo một xíu. Và những phần nào cần bơm thì chúng ta chọn Lot Tool, tăng cái size lên, tăng. Lưu ý là cái gì nó vừa phải thì chúng ta thấy sẽ đẹp và tự nhiên hơn. Chúng ta muốn to ra chút xíu, chúng ta có thể xử lý được luôn. Bây giờ cái cô gái chúng ta sẽ có một cái càm thon nhọn. Họ như thơ bóp hàm vào. Bây giờ chúng ta có gương mặt V-line. Chỉ bạn thấy không, rõ ràng chỉ dùng Bucket Tool và là Brush Tool thì các bạn sẽ trở thành một mỹ nhân trong chốc lát. Rồi chúng ta sẽ thêm hình góc và hình chúng ta sau khi chỉnh. Thấy rõ ràng là nó sẽ có hiệu ứng hơn. Bởi vậy một số nghệ sĩ, ngay cả những nghệ sĩ nước ngoài, những nghệ sĩ quốc tế thì chúng ta phải cần một chút xíu gọi là phù thủy Photoshop để hình ảnh của chúng ta nó đẹp hơn, hút ánh nhìn hơn. Rồi tương tự thì các bạn cứ làm những bài tập tiếp theo thôi. Chúng ta sẽ nhân cái lớp này lên thành chân G. Rồi không ra bóng to quá các bạn ha. Chúng ta sẽ dùng là Liquify Shift Control X. Bạn nào là photographer thì chúng ta nhiều khi cũng cần, ví dụ như khách chúng ta đùi hơi to hơi thô thì chúng ta cũng cần bóp lại một chút. Một số chức năng chính mà mình sẽ mò thêm. Đây mình chỉ làm nhanh với bạn tham khảo thôi. Lưu ý là dễ sử dụng nhưng các bạn cũng phải làm sao cho nó thật một chút xíu.
Và một cái mẹo tiếp theo, khi chúng ta chỉnh hình mà lộ chân thế này thì chúng ta sẽ cần một chút xíu kỹ xảo cho chân chúng ta sẽ dài hơn một chút. Chúng ta nhiều công cụ rớp để chúng ta nới cái hình ra chút xíu. Chúng ta sẽ chọn vùng chọn, quét ngang đôi chân. Chọn vùng chọn quét ngang đôi chân. Sau đó chúng ta Shift F6. Fade Radius để chúng ta cho nó tự nhiên chút xíu, ta chỉnh khoảng 5. Đây, Ctrl G cái lớp chân này lên. Lớp chân. Chúng ta Ctrl T. Kéo xuống. Bạn thấy rõ ràng không? Một đôi chân thon dài siêu mẫu, cao 1m12, đôi chân 1m12 qua Photoshop. Với những kỹ xảo đơn giản thế này thì các bạn có thể ứng dụng vào thực tế. Chỉ có Liquify được cái tên hiệu chỉnh thôi là chúng ta có được cái bài tập rất là thú vị. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thử ngay bài tập này và chúc các bạn thành công.